Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phải chăng đang có một cuộc đánh tư sản mới? Ngày 1 tháng 12, blog Tùng Phong trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận về nền kinh tế chính trị Việt Nam. Tác giả đề cập đến việc chấm dứt hoạt động của Bamboo Airways cũng như dấu chấm hết của FLC, một thế lực từng hô mưa gọi gió trên thương trường Việt Nam. Tác giả nhắc lại một thời oai phong của Trịnh Văn Quyết FLC khi sử dụng hiệu quả những bản hợp đồng được ký kết với sự chứng kiến của các nguyên thủ quốc gia. Ngoài tác dụng đánh bóng cho thương hiệu tập đoàn đem về những đợt tăng giá cổ phiếu, thực ra còn là lối thoát hẹp cho doanh nghiệp khi có thể lấy mỡ nó ráng nó và chấp nhận được ăn cả ngã về không. Và khi ngài Tổng Bí Thư nhận ra mình bị dắt, Quyết trở thành thanh củi đầu tiên trong lần đốt lò mở rộng nhắm vào hàng ngũ doanh nhân. Hình ảnh bài bình luận trên blog Tùng Phong VOA. Tác giả nhận xét, những đại gia như Trịnh Văn Quyết, Trần Quý Thanh, Đỗ Anh Dũng, Diệp Dũng, Đinh Trường Chinh, Trương Mỹ Lan trở thành thực đơn của Tô Lâm. Có thể còn bởi nguyên nhân ý thức hệ và việc lo ngại đối thủ doanh nhân giàu có quá nhanh. Có thể còn bởi nguyên nhân ý thức hệ và việc lo ngại đội ngũ doanh nhân giàu có quá nhanh bằng các chiêu trò lừa dối, lũng đoạn thị trường tài chính có thể gây rối loạn chính trị, xã hội lẫn kinh tế. Tác giả cho rằng, trong một nền kinh tế có đuôi như Việt Nam, việc một cô gái bán sạp ở chợ An Đông trở thành bà trùm của tập đoàn hùng mạnh nhất Việt Nam nhất thiết phải nhờ đến thế lực chính trị. Những mối quan hệ thân tín với Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Trương Thị Hiên, Trương Mỹ Hoa và đặc biệt là mối quan hệ với giới tài phiệt Hoa Kiều thông qua người chồng Trung Quốc Chu Lập Cơ đã tạo dựng những nền tảng chính trị lẫn lợi thế tài chính cho Vạn Thịnh Phát. Ở chiều ngược lại, Vạn Thịnh Phát cũng là kho bạc của các bố già này. Tác giả nhận định đợt trấn áp giới doanh nhân của ông Nguyễn Phú Trọng đã gặt hái những thành tựu đáng kể, song với cái gốc vấn đề vẫn còn nguyên. Điều đáng nói là tại sao một bộ công an lớn nhất các quốc gia Đông Nam Á có thể dễ dàng để cho những con voi chui lọt lũ kim trong hàng thập kỷ như vậy? Hình ảnh quan hệ giữa EU từng được cứu vớt nhờ hợp đồng tỷ đô của Trịnh Văn Quyết sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Theo tác giả, các hình thức vi phạm luật pháp mà Trầm B, Sacombank, Trần Bắc Hà, BIDV, Nguyễn Đức Kiên, ACB, Dương Thị Bạch Diệp, Phạm Thị Diệu Hiên, Hứa Thị Phấn, Ngân hàng Đại Tín đã thực hiện 10 năm sau lại được lặp lại với quy mô lớn hơn hàng ngàn lần, ảnh hưởng rộng khắp toàn xã hội, hủy hoại nền kinh tế. Điều đó cho thấy không có một cơ chế ngăn chặn các hành vi phạm pháp nào được thực hiện, không có một cơ chế thanh kiểm tra hữu hiệu nào tồn tại trong nội bộ cũng như ngoài ngành. Vậy còn những thiệt hại của nhà đầu tư, những người dân thì sao? Tác giả nhắc lại 10 năm trước khi xử lý các đại án như Trần Bắc Hà, BIDV, Nguyễn Đức Kiên, ACB, Hà Văn Thắm, Ocean Bank, Hứa Thị Phấn, Đại Tín Bank, Trần Phương Bình, Đông Á Bank, Trầm B, Sacombank, hàng ngàn tỷ đồng và vô số tài sản được thu hồi, nhưng hàng chục vạn nhà đầu tư bị lừa dối, không hề được bồi thường thiệt hại. Vậy thì đốt lò, việc tham nhũng có lợi cho ai đây? Hình ảnh phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8. Tác giả nhắc lại phát biểu của ông Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 8 tháng 10 năm 2023 rằng khuyến khích phát triển cá nhân là đúng rồi, không cẩn thận, lại thành tư nhân, rồi lúc nào đó sẽ thành tư bản chủ nghĩa cho mà xem. Trên thế giới đã có những nước như thế rồi. Tác giả đặt vấn đề liệu đây có phải là chỉ dấu cho một cuộc đánh tư sản mới hay không? Những diễn biến vừa qua cho thấy dường như những người cộng sản vẫn đang loay hoay mắc kẹt trong việc tìm kiếm một mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tác giả bình luận, không rõ sau lời phát biểu của ông Tổng Bí Thư, Việt Nam sẽ nghiên cứu mô hình kinh tế nào cho giai đoạn quá độ tiếp theo. Vậy đến bao giờ thì người cộng sản mới thôi loay hoay trong mớ lý luận Mác Lê và các hình mẫu vay mượn, hết Nga, Trung Quốc, rồi Nam Hàn, Singapore, Israel. Nhưng với giọng điệu của ngài Tổng Bí Thư, cái hơi hướng của một cuộc đánh tư sản mại bản mới lại ló hiện. Tác giả cảm thán, trong bối cảnh nền kinh tế đang suy thoái và lao dốc như hiện nay, một cuộc khủng hoảng khác về đường lối phát triển không có hồi kết xem ra sẽ nhanh chóng đưa con thuyền không bến Việt Nam cập bến bờ Trung Quốc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Phải chăng đang có một cuộc đánh từ sản mới? Bộ Kế hoạch Đầu tư bác cả 3 phương án xây đường sắt tốc độ cao do Bộ Giao thông đề xuất. Ngày 30 tháng 11, VOA Tiếng Việt loan tin Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam bất đồng với hai bộ khác về đề án đường sắt tốc độ cao. VOA dẫn tin từ các báo Việt Nam ngày 30 tháng 11 cho hay Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam vừa đưa ra đánh giá không khả thi đối với 3 phương án xây đường sắt tốc độ cao do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất, trong đó một phương án được Bộ Xây dựng ủng hộ. VOA cho biết cách đây 2 ngày, theo tin của Thanh Niên và một số báo khác, Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ đề án xây đường sắt tốc độ cao, trong đó nêu ra 3 sự lựa chọn. Hình ảnh bản tin trên VOA. Phương án 1 đề nghị chi hơn 67 tỷ đô la xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường đôi khổ ray 1.435mm, dài 1.545km, tốc độ thiết kế 350km/h, chỉ để chạy tàu chở khách. Tuyến đường sắt Bắc Nam hiện tại sẽ được nâng cấp để chở hàng. Phương án 2 là ý tưởng xây mới tuyến đường sắt Bắc Nam, đường đôi khổ ray 1.435mm, phục vụ cả tàu chở khách lẫn tàu chở hàng, tốc độ thiết kế từ 200 đến 250km/h, tốc độ tối đa để chạy tàu hàng là 120km/h. Nếu chọn kịch bản này thì sẽ cần số vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đô la. Phương án 3 cần xấp xỉ 69 tỷ đô la để xây tuyến đường sắt Bắc Nam, đường đôi khổ ray 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, chủ yếu để tàu chở khách chạy và dự phòng cho tàu chở hàng khi có nhu cầu. Trong trường hợp đầu tư luôn để khai thác tàu hàng chạy Bắc Nam, vốn đầu tư cho phương án này sẽ gần 72 tỷ đô la. VOA dẫn tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính và một số báo khác cho hay phương án 3 đã nhận được sự tán đồng từ Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, các bản tin hôm 30 tháng 11 trên VN Express, VTC News và các trang tin khác nói rằng Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra đánh giá không khả thi khi góp ý chính thức đề án của Bộ Giao thông Vận tải. Theo VOA, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng phương án 1 không đáp ứng đủ các yêu cầu của Chính phủ và Bộ Chính trị thuộc Đảng Cộng sản. Phương án 2 không đúng với kiến nghị của Hội đồng Thẩm định Nhà nước. Còn phương án 3 vừa không đáp ứng được yêu cầu, vừa bất hợp lý về số tiền đầu tư. Hình ảnh một kịch bản của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tồn tại song song hai hệ thống đường sắt cũ và mới. Bộ này bình luận thêm rằng, liên hệ thực tiễn với kinh nghiệm quốc tế thì hiện nay trên thế giới chưa có tuyến đường sắt tốc độ nào có tốc độ thiết kế là 350 km/h có thể vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa, theo trích dẫn trên VTC News và một số trang tin. VOA nhận xét, đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư có sự cộng hưởng với quan điểm của một loạt các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về đường sắt. Họ cũng chính là thành viên của các hội khoa học kỹ thuật thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã nêu ý kiến bằng văn bản gửi tới tạp chí Kinh tế Việt Nam, tức VN Economy. VOA trích dẫn văn bản này cho biết, thế giới có đường sắt tốc độ cao chuyên dùng để chở khách, tốc độ đạt tới 350 km/h với tải trọng trục 17 tấn. Nhưng không ở đâu trên thế giới có đường sắt tốc độ cao khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng với tải trọng trục 22,5 tấn, mà tốc độ các đoàn tàu lại trên 300 km/h. Lý do là bởi không đảm bảo được năng lực thông qua và an toàn chạy tàu. Các nhà khoa học và chuyên gia này tiếp đó lên tiếng cảnh báo, vì vậy nếu chủ trương thực thi theo kịch bản 350 km/h, chạy tàu hỗn hợp nêu trên sẽ là một cuộc thử nghiệm hết sức tốn kém, đầy rủi ro và nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Bộ Kế hoạch Đầu tư bác cả 3 phương án xây đường sắt tốc độ cao do Bộ Giao thông đề xuất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm D.